Sau loạt phát ngôn gây tranh cãi, trang cá nhân Sắc Bình bất ngờ bay màu trên mạng xã hội. Giữa tâm điểm dư luận, chiều ngày 12 tháng 5, cư dân mạng phát hiện ra trang cá nhân của Sắc Bình bất ngờ bay màu, không hiển thị khi tìm kiếm trên Facebook. Ngày 9 tháng 5, Sắc Bình thông báo đã chính thức ly hôn vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn thuận tình ly hôn và hoàn tất phần chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản, bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn, nam doanh nhân chia sẻ. Kể từ khi xác nhận chính thức độc thân, Sắc Bình đã liên tục có những phát ngôn táo bạo để đáp trả dư luận trên mạng xã hội. Giữa tâm điểm dư luận, chiều ngày 12 tháng 5, cư dân mạng phát hiện ra trang cá nhân của Sắc Bình bất ngờ bay màu, không hiển thị khi tìm kiếm trên Facebook. Hiện tại, Sắc Bình chỉ còn hoạt động trang fanpage. Nguyên nhân cụ thể tới nay chưa được phía Sắc Bình lên tiếng. Trước đó một ngày, trang cá nhân của Sắc Bình vẫn hoạt động bình thường. Nam doanh nhân gây tranh cãi dữ dội khi đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng nhắc đến vợ cũ, Đào Lan Hương và bạn gái Phương Oanh. Trong một bình luận, Sắc Bình đã để lại phản hồi, các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh. Nam doanh nhân đã nhận về nhiều ý kiến tranh cãi sau động thái này. Mới đây nhất, Phương Oanh vừa chia sẻ dòng trạng thái mới, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái, lẩu át thật sự, lại còn siêu siêu ngon. Phương Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và hào hứng tạo dáng để chụp ảnh làm kỷ niệm.